Vâng, hôm nay thì Hà Nội với hết mưa thì em lại tiếp tục review một cái chiếc xe Triton mà bên em Lợi vừa mới lấy về. Một chiếc xe mà sau cơn bão Iago đây, em Lợi vừa mới lấy về. Đây là cái chiếc Triton đời 2019 số tự động, một cầu máy dầu màu trắng, màu bạc đến Hưng Yên nhé. Toàn bộ xe thì bên em Lợi đã kiểm tra và cam kết đều nguyên bản hết, không đâm xô tai nạn, máy số zin, lại lốp rất là đẹp. Giá thì đang chào bán với giá là 485 triệu, đấy, rất là hợp lý nhá. Chiếc xe form mới chưa đến 500 triệu, đấy. Chiếc Triton form mới này, bền lành tiết kiệm, xe đi chưa hết dàn lốp, lịch sử bảo dưỡng đầy đủ hết trong hãng nhá. Từ các cái phần đèn pha này, mặt ca lăng này, lốp lắp này rất là dày, đồng sơn anh em nhìn này, rất là mới nhá. Đấy. Toàn bộ xe thì đây, đáp lốp là đều 2019 hết nhá. Đấy. Tất cả lốp này, chassis khung cầm này, chạy phố phường này, rất là đẹp. Xe em vừa mới lấy về chưa dọn dẹp gì và quay mộc cho quý anh chị nhá. Đây, bậc lên xuống này, kính này đều được gắn phím cách nhiệt và gáo gương này còn rất là đẹp nhá. Đăng kiểm một chiếc xe đến tháng 8 năm 2025 này, anh em yên tâm nhá, về đăng kiểm còn dài hơn một năm nữa cơ. Đấy, mọi xe đều vận hành êm ái và mượt mà. Bác nào mà cần chạy thử trải nghiệm thì cứ qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp nhá. Đây, các cái khe hở cánh cửa này, cụ lốp trước sau này, nó đều rất là đẹp, đường gân rất là căng và mới nhá. Đấy. Đèn hậu của chiếc xe này còn là nguyên zin. Đấy. Đến cản sau này để nguyên biển xe cho anh em nhá, check test kiểm tra thoải mái nhá. Xe đây bảo dưỡng tại Mitsu Việt Hùng nhá, số điện thoại của công ty Việt Hùng đây, biển số đây, anh em check test kiểm tra thoải mái. Đấy. Lốp sơ cua này rất dày, khung gầm không có bắn nheo phủ gầm gì, sàn thùng không chở hàng nặng này. Đấy, các cái phần chassis này đều rất là đẹp nhá. Đèn hậu này, cán này, đồng sơn này, xe quay mộc luôn cho quý anh chị, chả phải dọn dẹp gì. Sau một chiếc xe về chỉ dụng nước lã và đánh bóng thay dầu bảo dưỡng 4 má phanh thôi, nên là các bác cứ yên tâm. Đấy, chassis của chiếc xe còn xanh lét này, rất là đẹp. Bậc lên xuống này, tay nắm cánh cửa, kính đèn này đều là nguyên zin. Cái đây, lốp của chiếc xe này còn rất là dày nhá. Xe không có chảy dầu gì, khung gầm này rất là đẹp. Đây là quay mộc nhé, chưa dọn dẹp gì. Sau 2 hôm là em sẽ cho đánh bóng, thay dầu, lọc dầu, bảo dưỡng 4 má phanh và quay review lại cho quý chị nhé. Sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý chị xem. Vâng, và đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe này, từ cột kèo của chiếc xe đến các phần táp ly cánh cửa trước sau này đều rất là đẹp nhá. Anh em nào nhìn keo chỉ đây, keo chỉ của chiếc xe này zin hết từ cửa trước cửa sau này, đinh bấm đinh dập này, rất là đẹp. Nội thất ghế bên trong của chiếc xe này, trần phào này, đấy, ghế được trang bị ghế da màu đen, khâu chỉ đỏ, tất cả các cái phần cột này, gioăng này đều nguyên zin hết nhé. Tay nắm này chưa có sơn lại gì, ốc khóa bản lề này còn rất là đẹp. Và xe thì quay mộc, trần phào đủ nguyên zin cho quý anh chị nhá. Chiếc xe mà em Lợi vừa mới lấy từ nhà chủ ra, quay luôn review luôn cho quý anh chị này. Đây, keo chỉ đây, đấy, tất cả zin hết, đinh bấm đinh dập này, rất là đẹp. Kính của chiếc xe thì đều có số 9 theo năm sản xuất 2019 nhé. Từ các cái phần nội thất ghế này, ghế bên trước, phụ và lái này đều rất là đẹp. Bóng khí táp lô này nguyên zin nhé. Đấy. Ốc khóa bản lề này zin từng con ốc, chưa tháo lốp gì. Toàn bộ các phần bậc lên xuống chạy sàn da. Tem mác cột này nguyên bản hết. Nội thất ghế này hộp số tự động một cầu nhé. Chiếc xe Triton thì quý anh chị biết rồi, đi bền lành tiết kiệm. Và xe thì xe thương hiệu Nhật đi rất chi là bổ bá. Đấy. Cụ lốp này đều rất là đẹp. Sàn thùng đây nhá, sàn thùng này không chở hàng nặng nhá, hai bên sàn thùng này còn rất là đẹp và mới nhá. Ốc này, chỉ cốp này nguyên zin hết. Đấy, đinh bấm đinh dập này, ốc sau này. Đấy. Riêng xe của em Lợi thì em Lợi không làm xe tai nạn. Có như thế nào báo zin chuẩn cho quý anh chị nhá. Cam kết bằng văn bản hợp đồng cho quý anh chị đây. 485 triệu một chiếc Triton đời 2019 form mới, máy Vimax rồi. Đấy, form mới này thì máy Vimax này đi rất lành và tiết kiệm nhá. Đây, kính này, đều là có số 9 nhá. Đấy, tất cả các phần đinh bấm đinh dập này, cánh cửa này, kính này, vô lăng này, đến nội thất ghế này rất là đẹp. Đấy. Ốc khóa bản lề là bao zin nhá, toàn bộ các phần bàn đạp phanh ga này
còn mới và nguyên thủy nhá. Nội thất ghế này rất là mới. Đây là cái khoang máy động cơ của chiếc xe nhá, từ tai đầu răng ốc cabo này, chỉ cabo này, zin hết toàn bộ, và các cái phần chân đèn này, máy này đều nguyên bản. Đó. Máy bao zin, hộp số bao nguyên bản hết nhá. Đó. Ốc này, phanh ABS này, máy này. Vâng, vừa rồi em Đội vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể anh chị em và các bạn đang xem video một cái chiếc xe chi tông đời 2019 số tự động một cầu máy dầu bản tiêu chuẩn. Chiếc xe đang chào bán với giá là 485 triệu. Bác nào quan tâm thì nhấc máy liên hệ với em Lợi nhé. Xe này em hỗ trợ ngân hàng cho quý chị đến 60-70% giá trị của xe. Em Lợi xin chào, gặp lại quý chị các bạn.